Tiếp đến những huyền thoại điện ảnh Hồng Kông thì chắc chắn không thể không nói tới Lương Triều Vĩ, một diễn viên gạo cội, là thần tượng của bao thế hệ khán giả khắp nơi trên thế giới. Xuất phát từ lớp đào tạo diễn xuất của TVB, đúng thời hoàng kim thập niên 80-90 của nền điện ảnh Hương Cảng, Lương Triều Vĩ nhanh chóng có được chỗ đứng nhờ bản lĩnh, tài năng và sự thông minh. Anh đã trở thành một trong năm ngũ hổ tướng và trở thành gương mặt nổi bật của truyền hình Hồng Kông TVB. Lương Triều Vĩ nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như các nhà phê bình phim, nhờ lối diễn xuất tài tình, lột tả cảm xúc nhân vật vô cùng tinh tế. Vì vậy mà anh được mệnh danh là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại ở châu Á. Trong suốt sự nghiệp của mình, Lương Triều Vĩ sở hữu vô số tác phẩm để đời, vang danh khắp thế giới. Những vai diễn xuất sắc cũng mang về cho anh vô số giải thưởng danh giá. Ngày hôm nay, hãy cùng Tuti Heo điểm qua những bộ phim hay nhất của Lương Triều Vĩ ngay trong video này nhé. 1. Lộc Đình Ký 1984. Lộc Đình Ký 1984 là bộ phim dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, do Trần Lệ Hoa làm đạo diễn. Đây là lần đầu tiên Lộc Đình Ký được dựng thành phim truyền hình. Phiên bản này được khán giả bình chọn là một bộ phim kinh điển, hấp dẫn, gần gũi với nguyên tắc nhất so với các bản phim được làm lại sau này. Nội dung phim kể về nhân vật Vi Tiểu Bảo, một người con hoang của kỹ nữ. Anh lớn lên trong nhà thổ, ít được giáo dục về đạo đức. Tuy nhiên, anh lại có sẵn trí thông minh và bản tính láo cá, đủ để bày ra nhiều trò lừa bịp. Cơ duyên dẫn dắt Vi Tiểu Bảo gặp gỡ và kết bạn với vua Khang Hy. Từ đây cuộc đời anh có những thay đổi đến không ngờ. Trong phim, Lương Triều Vĩ vào vai chính Vi Tiểu Bảo. Đây là lần đầu tiên Lương Triều Vĩ đóng vai chính, và cũng chính bộ phim này đã đưa tên tuổi của anh lên hàng ngôi sao để góp mặt vào nhóm ngũ hổ tướng. 2. Cô gái Đồ Long 1986. Cô gái Đồ Long 1986 là bộ phim được làm dựa theo tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung, cuốn cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Dạ Điêu Tam Khúc. Nhân vật chính của phim là Trương Vô Kỵ, một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lớn lên, vì vô tình học được môn võ công thượng thừa là Cửu Dương Thần Công, nên anh đã giành được chức minh chủ võ lâm. Sau đó, Vô Kỵ gặp và yêu Triệu Mẫn, quận chúa của Mông Cổ. Từ đây, những rắc rối và sóng gió trên giang hồ lại tiếp tục xảy ra. Trong phim, Lương Triều Vĩ vào vai Trương Vô Kỵ, bộ phim này sau khi ra mắt đã nhận được khá nhiều lời khen ngợi của khán giả, cả về tạo hình nhân vật và diễn xuất của dàn diễn viên chính. Dù thân hình hơi nhỏ, nhưng với nét diễn sinh động, hài hước, Lương Triều Vĩ được nhận xét là người có khí chất giống với Trương Vô Kỵ trong tiểu thuyết nhất. Như vậy mà anh càng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. 3. Bi Tình Thành Thị 1989. Bi Tình Thành Thị là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Đây được xem là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của đạo diễn tài danh Hầu Hiếu Hiền và cũng là bộ phim làm vang danh tên tuổi của diễn viên Lương Triều Vĩ. Bộ phim đã đi vào lịch sử khi trở thành phim Hoa ngữ đầu tiên xuất sắc giành giải thưởng Sư Tử Vàng danh giá tại Liên hoan phim Venice, cùng với đó là rất nhiều giải thưởng khác. Tác phẩm này cũng được bầu chọn là bộ phim vĩ đại nhất trong lịch sử 100 năm của nền điện ảnh Hoa ngữ, xếp thứ 5 trong danh sách 100 phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. Nội dung phim của Bi Tình Thành Thị kể về cuộc sống của gia đình họ Lâm và những gì họ trải qua trong giai đoạn biến động sau năm 1945 khi quân Nhật rút khỏi Đài Loan. Gia đình họ Lâm có 3 anh em, mỗi người một tính cách, một lựa chọn riêng, nhưng cùng phải tồn tại trong giai đoạn lịch sử đầy biến động này. Trong phim, Lương Triều Vĩ vào vai người em út bị câm điếc của gia đình họ Lâm. Dù có nhiều khiếm khuyết, nhưng anh vẫn là một người thông minh và là người duy nhất thực sự hiểu tình hình chính trị lúc bấy giờ. 4. Trùng Khánh Xâm Lâm 1994. Trùng Khánh Xâm Lâm là một bộ phim kinh điển khác của điện ảnh Hồng Kông mà Lương Triều Vĩ tham gia. Bộ phim do đạo diễn Vương Gia Vệ sản xuất. Ngoài Lương Triều Vĩ, phim còn có sự tham gia của Vương Phi, Lâm Thanh Hà và Kim Thành Vũ. Trùng Khánh Xâm Lâm đã giành giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất cho Vương Gia Vệ, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lương Triều Vĩ tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 1995. Bộ phim xếp thứ 17 trong danh sách những phim điện ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại do tạp chí Time của Mỹ bình chọn. Nội dung của Trùng Khánh Xâm Lâm là hai câu chuyện gần như riêng biệt. Nhân vật mà Lương Triều Vĩ đóng nằm ở câu chuyện thứ hai. Trong phim, anh vào vai viên cảnh sát không tên số 633, anh vừa bị bạn gái chia tay tại tiệm đồ ăn nhanh. Anh gặp Phi, cô gái giúp việc mới, cháu của ông chủ và sau đó quyết định hẹn hò với cô. 5. Xuân Quang Xạ Tiết 1997. Xuân Quang Xạ Tiết được xem như một trong những bộ phim về tình yêu đồng tính xuất sắc nhất thế giới, đồng thời cũng được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại của điện ảnh châu Á. Phim đã đem về giải đạo diễn xuất sắc cho Vương Gia Vệ tại Liên hoan phim Cannes 1997 và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Lương Triều Vĩ tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm 1997. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ của Lê Diệu Huy, do Lương Triều Vĩ đóng,
và Hạp Bảo Vinh do Trương Quốc Vinh đóng. Họ thường xuyên chia tay rồi tái hợp và hầu hết mọi chuyện đều bắt đầu từ Hạp Bảo Vinh. Sau một lần tái hợp, Lê Diệu Huy cùng Hà Bảo Vinh sang Argentina du lịch để củng cố mối quan hệ, nhưng cũng như mọi lần, Bảo Vinh lại tiếp tục nói lời tạm thời chia tay. Cuối cùng, Lê Diệu Huy biết mình phải chấm dứt vòng luẩn quẩn trong mối quan hệ với Hà Bảo Vinh, anh một mình trở về Hồng Kông. Khi Hà Bảo Vinh một lần nữa tìm đến Lê Diệu Huy, thì đã không còn ai nữa. 6. Ám Hoa, 1998. Cốt truyện xoay quanh cuộc chơi mèo vờn chuột giữa viên cảnh sát biến chất A Sâm do Lương Triều Vĩ đóng và tay sát thủ Diệu Đông do Lưu Thanh Vân đóng. Họ vô tình đều trở thành con cờ của Hồng Tiên Sinh, kẻ đứng đầu phía sau thế lực xã hội đen bành trướng tại Ma Cao lúc bấy giờ. Nhân vật Sâm của Lương Triều Vĩ đã để lại sự ám ảnh. Qua những biểu cảm và ánh mắt chân thật của nam diễn viên, anh đã bộc lộ rõ nét tâm trạng và cảm xúc của nhân vật. Bộ phim Ám Hoa đã gây ấn tượng với khán giả bởi sự hồi hộp, kịch tính cùng những pha hành động giật gân. 7. Tâm trạng khi yêu, 2000. Tâm trạng khi yêu là một bản tình ca buồn kể về Chu Mộ Văn do Lương Triều Vĩ đóng và bà Trương do Trương Mạn Ngọc đóng. Họ là hàng xóm của nhau, sau đó cả hai phát hiện từ lâu vợ và chồng của họ là một cặp nhân tình. Dần dần họ xích lại cùng nhau, san sẻ sự muộn phiền trong lòng. Họ thầm thương trộm nhớ đối phương nhưng lại không hề muốn giống như những người kia, thế nên họ vẫn luôn có khoảng cách chẳng thể nối lại. Nhiều năm sau đó, vật đổi sao rời, họ trở về chốn xưa, mong tìm lại chút dư hương của một thời thầm yêu mãi nhớ. Bộ phim Tâm trạng khi yêu được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh châu Á vĩ đại nhất mọi thời đại, được giới phê bình điện ảnh quốc tế phải ngưỡng mộ. Diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính được giới phê bình đánh giá rất cao. Toàn bộ biểu cảm của cả hai đã tạo nên những nhân vật sống động cho câu chuyện. Diễn Lương Triều Vĩ đã giành chiến thắng ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes và giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, trở thành diễn viên châu Á đầu tiên đạt được thành tích này. 8. Vô Gian Đạo, 2002. Vô Gian Đạo là cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát Trần Vĩnh Nhân do Lương Triều Vĩ đóng, người đang hoạt động bí mật trong một băng xã hội đen Tam Hoàng, và tên tội phạm Lưu Kiến Minh do Lưu Đức Hoa đóng, kẻ do chính băng xã hội đen này cài vào lực lượng cảnh sát. Để hoàn thành nhiệm vụ gián điệp của mình, hai người càng ngày càng phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn. Bộ phim của đạo diễn Lưu Vĩ Cường và Mạnh Triệu Huy đã đạt thành công cả về mặt nghệ thuật và thương mại, đem lại sức sống mới cho nền điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ. Vô Gian Đạo đã thắng lớn tại lễ trao giải uy tín của châu Á là giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và cũng giành 6 giải thưởng tại liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 40. Riêng cá nhân Lương Triều Vĩ, anh đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở hai lễ trao giải này. 9. Căn phòng 2046, 2004. Căn phòng 2046 được xem là phần tiếp theo của bộ phim Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bộ phim bắt đầu với sự kiện Chu Mộ Văn từ Singapore trở lại Hồng Kông. Buổi tối Giáng sinh, Chu Mộ Văn gặp lại một người bạn cũ tên là Lulu trong một hộp đêm. Lulu uống quá say và anh đưa cô ta về nhà. Đây cũng chính là căn phòng trọ số 2046. Hôm sau, khi Chu Mộ Văn trở lại để trả chìa khóa, thì ông chủ nói rằng không có ai tên Lulu ở đó. Chu quyết định trọ lại đây và lấy căn phòng 2047. Tại đây cuộc sống của Chu Mộ Văn có nhiều chuyển biến mới, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Phim sau khi ra mắt đã gặt hái được rất nhiều thành công. Tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông năm 2005, bộ phim giành được 6 giải thưởng, bao gồm giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho Lương Triều Vĩ. Tác phẩm này cũng đã được đề cử tại liên hoan phim Cannes và đoạt rất nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín của Mỹ và châu Âu. 10. Sắc, Giới, 2007. Sắc, Giới là bộ phim không thể thiếu trong danh sách những bộ phim hay nhất của Lương Triều Vĩ. Bộ phim chinh phục khán giả và các nhà phê bình nghệ thuật bởi nội dung phim được xây dựng chặt chẽ, diễn xuất của diễn viên rất tốt. Dù có nhiều tranh cãi về những cảnh nóng của nhân vật chính, vậy nhưng bộ phim vẫn đoạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong năm 2007. Nội dung phim Sắc Giới xoay quanh một nhóm sinh viên lên kế hoạch thủ tiêu tên Hán Gian thân Nhật tên Dịch do Lương Triều Vĩ đóng, Vương Gia Chi do Thang Duy đóng, được phân công tiếp cận Dịch để cả nhóm cùng hành động. Vậy nhưng khi gặp Dịch, cô sinh viên trẻ rơi vào biển tình, dẫn đến một quyết định sai lầm, khiến cho nhóm bạn của mình phải lãnh nhận hậu quả nghiêm trọng. 11. Đại chiến Xích Bích, 2008. Đại chiến Xích Bích là bộ phim tái hiện lại trận chiến Xích Bích năm 208 trước công nguyên. Lúc ấy, lấy hoàng đế làm bình phong, thừa tướng Tào Tháo gây hấn với nước Thục ở phía Tây, do Lưu Bị cai quản. Lưu Bị liên minh với Đông Ngô để chống Tào, nhờ tài năng và mưu lược của đô đốc Chu Du, cùng quân sư Gia Cát Lượng, liên quân của Lưu Bị dần xoay chuyển được tình thế, chiến sự được giải quyết trong trận đánh lịch sử, kết quả khiến 2.000 chiến thuyền Bắc Ngụy của Tào Tháo bị thiêu rụi. Đại chiến Xích Bích là tác phẩm lớn của đạo diễn Ngô Vũ Sâm, phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng,
gồm có Lương Triều Vĩ, Kim Thành Vũ, Trương Phong Nghị, Trương Chấn, Triệu Vi, Hồ Quân. Bộ phim ngay khi phát sóng đã tạo tiếng vang lớn, thu hút đông đảo khán giả tới rạp, giúp mang về doanh thu cao ngất ngường. Phần 2 của tác phẩm nổi tiếng này ra mắt vào năm 2009 cũng vang danh không kém phần 1. 12. Nhất Đại Tông Sư, 2013. Phim tái hiện cuộc đời của võ sư Diệp Vấn, do Lương Triều Vĩ đóng, người sáng lập ra môn võ Vịnh Xuân Quyền. Cốt truyện được xây dựng dưới giọng kể của Diệp Vấn, hồi tưởng lại những ngày đầu mới tập võ, cho đến những trận đấu đáng nhớ trong đời. Xen lẫn dòng hồi ức của nhân vật huyền thoại là những cảnh đặc tả võ thuật chân thực, khiến bộ phim đầy kịch tính, bên cạnh đó còn chứa đựng tính triết lý nghệ thuật sâu sắc. Để hoàn thành các cảnh quay đòi hỏi chuyển động cơ thể theo đúng tông nhà võ, Lương Triều Vĩ đi học Vịnh Xuân Quyền ở tuổi 47, thậm chí gặp tai nạn gãy tay buộc phải rời lịch quay phim. Mặc dù bộ phim chủ yếu mang nặng kỹ thuật và hiệu ứng hình ảnh, nhưng vai trò của Lương cũng hết sức quan trọng khi tái hiện lại nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc đời thăng trầm của Diệp Vấn trước khi trao sứ mệnh cho đệ tử Lý Tiểu Long. Trên đây là danh sách những bộ phim hay nhất của Lương Triều Vĩ mà Tutti Health muốn gửi đến bạn. Ngoài những bộ phim trong danh sách trên, Lương Triều Vĩ còn rất nhiều tác phẩm nổi bật khác, cụ thể như Song Hùng Kỳ Hiệp 1988, Hiệp Khách Hành 1989, Hải Thượng Hoa 1998, Anh Hùng 2002. Nếu yêu thích nam diễn viên, bạn đừng bỏ qua những bộ phim này nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.